Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Sang tức giận khi Triệu Lệ Diện đóng vai phụ trong phim mới của Trương Nghệ Mưu. Hay tin Triệu Lệ Diện chỉ xuất hiện trong phim mới với tư cách khách mời, nhiều fan tỏ thái độ bất mãn. Thông tin Triệu Lệ Diện góp mặt trong bộ phim điện ảnh mới của quốc sư Trương Nghệ Mưu mang tên Article 20, tạm dịch điều thứ 20. Đang gây ra khá nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Theo Sina đưa tin, Triệu Lệ Diện sẽ chỉ xuất hiện trong phim với tư cách khách mời cameo, không có nhiều cạnh quay. Được biết, vai diễn mà cô đảm nhận lần này là mẹ của Lưu Diệu Văn, là diễn viên đi theo con đường lưu lượng và mới chỉ bắt đầu chuyển hướng sang thái chính kịch. Việc Triệu Lệ Diện có thể xuất hiện trong phim của đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã là một vinh dự lớn, bất kể là vai chính hay vai phụ. Song điều đáng nói ở đây, đó là một số fan Triệu Lệ Diện lại không hề hài lòng với sự lựa chọn này của cô, cho rằng việc cô góp mặt với tư cách là vai phụ còn đóng vai một người mẹ khiến họ cảm thấy thật tồi tệ. Chưa hết, trước kia khi biết đối thủ không đội trời chung với Triệu Lệ Diện, nhưng mình cũng chỉ làm nền cho người khác trong một dự án, sai ngôi sao hụt phỉ thậm chí tỏ thái độ miệng mai ra mặt, thế nên tình cảnh hiện tại của Triệu Lệ Diện rõ ràng chẳng khác gì đang vạ mặt họ. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho biết dù tuổi thực của Triệu Lệ Diện đã sắp sửa chạm ngưỡng 40, nhưng khuôn mặt tròn trĩnh, có phần baby của cô cũng thích hợp để vào vai người mẹ, lại còn có đứa con cao lớn như Lưu Diệu Văn. Trái với sự phản đối chia bay từ một nhóm nhỏ người hâm mộ cùng cộng đồng netizen, không ít nhân tình lại cảm thấy chuyện Triệu Lệ Diện chỉ làm khách mời trong Article 20, điều thứ 20 vẫn tốt hơn là đi đóng một bộ phim có kinh phí ít ỏi hay đạo diễn vô danh. Cũng theo giới truyền thông Trung Quốc đưa tin, bộ Article 20, điều thứ 20 do đạo diễn Trương Nghệ Mưu cùng trịnh đã làm lễ khai máy vào ngày 1 tháng 7 vừa qua. Ngoài Triệu Lệ Diện góp mặt với vai trò cameo và Lưu Diệu Văn, phim còn có sự tham gia của các diễn viên chính Lô Giai Âm, Mạn Lệ, Cao Diệp. Điều thứ 20 dự kiến phát sóng vào mùa xuân năm 2024. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.